Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Sát giờ đấu UAE, biên đội viên Quang Huy báo tin cực vui cho đội tuyển Việt Nam. Biên đội viên Quang Huy cho rằng huấn luyện viên Paul seo không chỉ đạo trận đấu sẽ thiệt thòi về mặt cảm xúc, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung của tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây là trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi nhất bảng G. Nhưng đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Ha-seo. Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Huy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến các tuyển thủ Việt Nam. Từ Việt Nam có chiến thắng 2-1 cho Malaysia ở trận trước, đây là một cách biệt không quá lớn. Các trận đấu còn lại của vòng loại chúng ta cũng không ghi quá nhiều bàn thắng trong một trận. Đây có phải vấn đề đáng lưu ý với tuyển Việt Nam không? Tôi cho rằng chúng ta bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận gặp Malaysia. Nếu được đưa tỷ số lên 2-0 trước thì anh em cầu thủ đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paul quan điểm chơi về thế trận chặt chẽ, hàng phòng ngự được đề cao. Điều quan trọng là không lọt lưới, sau đó tính tiếp, chứ không phải theo trường phái, ghi quá nhiều bàn thắng. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Paul sẽ bị cấm chỉ đạo trận đấu. Như vậy là Việt Nam sẽ gặp những thiệt thòi gì? tôi nghĩ rằng cũng không quá khó khăn cho Việt Nam trợ lý Leon Shin là cánh tay phải của thầy Park rất cứng cánh tay phải nỗi dài nên không có thiệt thòi gì cả tuy nhiên thầy Park có mặt sẽ có thêm những chỉ đạo cho cầu thủ ông ấy truyền lửa rất là tốt dù vậy các cầu thủ Việt Nam dày dặn kinh nghiệm nên cũng không quá lo lắng ông Park rất nóng tính nhưng lại truyền lửa cho cầu thủ rất tốt ông Lee thì có vẻ hiền và điềm đạm hơn liệu rằng sẽ khó giữ lửa ở một trận đấu có tính quyết định ngôi đầu bảng Cầu thủ nhà mình cơ bản thuộc bài của thầy Park rồi, về mặt cảm xúc thì có ông Park ở đường biên. Giống như về nhà thấy bố mình vậy, nhưng mà thi thoảng bố vẫn phải vắng nhà, cơ bản là có thầy Park vẫn tốt, nhưng mà không có thì cầu thủ vẫn sẽ đá đúng ý đồ của ban huấn luyện thôi. So sánh với những đội bóng nhì bảng có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì Việt Nam gần như là chắc suất 90%. Như vậy ở trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ chơi cầm chừng. Tôi đánh giá Việt Nam vẫn chơi phòng ngự từ xa, sau đó tận dụng cơ hội để chuyển đổi trạng thái để có những pha bóng quyết đoán. Đó là lối chơi mà Việt Nam hay áp dụng khi gặp các đội mạnh. UAE buộc phải thắng Việt Nam, họ sẽ áp lực hơn khi gặp chúng ta đúng không? Chắc chắn rồi, họ có khán giả nhà nên áp lực lớn hơn. Sự thoải mái tâm lý chính là vũ khí để Việt Nam đá tốt. Đồng thời chúng ta có sự kiên nhẫn vì đã từng đánh bại UAE ở lượt đi trên sân Mỹ Đình. Đây là điểm tựa để Việt Nam chơi tốt. Lúc này đây ở UAE đang có hàng công rất là mạnh, gây nguy hiểm gì cho hàng phòng ngự của Quế Ngọc Hải? Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự phải đạt độ tập trung cao nhất từ đầu đến giờ. Tôi đặc biệt đánh giá cao tiền đạo Alima Khúc của đội bạn. Trận đấu ở Mỹ Đình, UAE không có cậu ấy. Việt Nam lợi thế vì điều này. Tuy nhiên trận đấu này có sự trở lại của cầu thủ nhập tịch Lima nữa. Cặp đôi này rất nguy hiểm, cần phải đề phòng. Hậu vệ cần chơi tập trung nhất có thể. Trận gặp Malaysia, Quế Ngọc Hải và Tấn Trường chơi tốt, nhưng một số mắt xích có lúc không an toàn, kể cả ghi bàn được rồi cũng phải tập trung. Tuyến 2 cũng phải hỗ trợ kết nối tốt hơn với hàng thủ ở trận này. Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn với lưới UAE ở lượt đi, cậu ấy cũng đang rất son. Anh có nghĩ rằng Tiến Linh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh không? Tiền Linh là tiền đạo cắm rất ổn, cậu ấy đã mở tỷ số hai trận trước. Thời điểm này rất là mừng và yên tâm khi mà hàng công của Tiền Linh, cậu ấy hội tụ đủ yếu tố của trung phong xuất sắc. Đây là mẫu tiền đạo hiếm ở Việt Nam. Có một rõ ràng rằng là đội bóng có một tiền đạo cắm xuất sắc là một điểm tựa để có nhiều hướng tấn công. Đâu đó người ta nói không có tiền đạo, tiền đạo cắm hết thời, đấy là không có tiền đạo thực thụ như một tiền linh giúp huấn luyện viên Park triển khai nhiều lối chơi đa dạng như làm tường, lôi kéo đối thủ rất là mệt mỏi. Chúng ta mừng vì có một tiền linh có phong độ cao. Văn Hậu tiếp tục là người được chọn ở trận đấu cân não này. Có thể ban huấn luyện sẽ tiếp tục dùng Hậu. Cậu ấy chơi cả trận trước mà. Hiệp 1 thì rất ổn, tuy nhiên hiệp 2 thì có lỗi đáng tiếc nhưng mà thuộc về trạng thái cầu thủ. Đá với UAE có Hậu vẫn là cần thiết. Tai nạn lần trước là bài học kinh nghiệm cho cầu thủ này cũng không trách nhiều được bởi hậu quá lâu không thi đấu mà, hy vọng đó là cách để hậu trở lại mạnh mẽ hơn. Tuy giữa có sự trở lại của Quang Hải, cùng với đó Hoàng Đức cũng chơi rất là ổn, anh có cho rằng là hai cầu thủ này sẽ song hành với nhau không? Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể đấy. Dự đoán quanh về kết quả trận này như thế nào? Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ cầm hòa UAE với tỷ số một đều. Tin tiếp theo đội hình tuyển Việt Nam đấu UAE, Công Phượng ngồi dự bị, thay Park tin vào đôi cánh công thức số 1. Thưa quý vị, sau khi đá chính trong trận gặp Malaysia, nhiều khả năng Công Phượng sẽ ngồi giữ bị ở trận Việt Nam với UAE. Dù Thế Park tuyên bố là muốn giành chiến thắng, nhưng ai cũng hiểu rằng từ Việt Nam không dạy gì mà chơi đôi công trước đối thủ sở hữu nhiều chân sút đáng sợ như là UAE. Đội quân áo đỏ sẽ nhập cuộc với sự thận trọng và tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công nhanh. Đây chính là đất diễn cho cặp đôi tiền đạo cánh tốc độ Pha Văn Đức và Văn Toàn. Vị trí tiền đạo cắm vẫn thuộc về Tiến Linh, trong khi Công Phượng thì đóng vai trò dự bị chiến lược ở tuyến giữa quang hải trở lại đội hình xuất phát thay thế cho hoàng đức cho dù hoàng đức đã có màn thể hiện tốt trước malaysia huấn luyện viên parkaser vẫn cần một quang hải vừa tinh quái vừa dày dặn kinh nghiệm để đối đầu với uae sát cánh cùng với quang hải nơi tuyến giữa sẽ là xuân trường đây là thử thách lớn dành cho cầu thủ thuộc biên chế hoàng anh gia lai anh sẽ phải tích cực tham gia nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và không có nhiều khoảng trống để xử lý bóng hai vị trí chạy cánh thuộc về trọng hoàng văn hậu trong thế trận phòng ngự phản công, bộ đôi này đảm bảo an toàn cho vòng cấm đội tuyển Việt Nam, hơn cặp Hồng Duy Văn Thành. Bộ ba trung vệ và vị trí thủ môn cũng được giữ nguyên, lần lượt dành cho Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tấn Trường. Tin tiếp theo Quế Ngọc Hải và sự trưởng thành của một người đội trưởng mẫu mực. Thưa quý vị, Quế Ngọc Hải là đội trưởng tuyển quốc gia, là mẫu thủ lĩnh hàng phòng ngự lẫn một đội bóng trong đời cầu thủ thì có những lúc sai lầm và mang đến những bài học đắt giá, từ đó cậu ấy dần trưởng thành từ những bài học ấy. Trước thêm trận Việt Nam gặp UAE, người thầy cũ huấn luyện viên Hữu Thắng đánh giá như vậy về sự thay đổi của Hải Quế qua thời gian. Vâng thưa quý vị, trung vệ Hải Quế cùng Việt Nam sắp bước chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi mà tấm vé đi tiếp đang mở rộng trước mắt. Trang sử mới của bóng đá nước nhà chỉ còn cách một trận đấu cuối cùng trước UAE 23 giờ 45 phút đêm nay 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Chúng ta cần ít nhất một trận hòa trước UAE để giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Nhớ lại quả penalty cuối giờ giữa Việt Nam và Malaysia, Quế Ngọc Hải đã bước lên đảm nhận trách nhiệm thực hiện cú sút này. Đây là quả penalty đầy áp lực khi mà tỷ số lúc này đang là một đều và chỉ còn 10 phút cuối cùng nữa thôi. Anh bị bủa vây xung quanh những lời lẽ khiêu khích của cầu thủ Malaysia. De Paula lợi dụng tình huống trọng tài quay người, nhắc nhở thủ môn, thì đã tiến lại khiêu khích nhằm tạo nhiều áp lực, tác động tinh thần của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, Hải Quế bình thản nhìn qua rồi thực hiện quả đá một cách lạnh lùng. Quả đó mang về chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Những trận đã qua, người hâm mộ thường xuyên thấy một người thủ lĩnh giỏi và chỉ huy hàng phòng ngự tạo ra bức tường vững chắc đầy kiên kẽ. Quế Ngọc Hải thường đọc các tình huống rất chuẩn xác để xuất hiện mọc lót phía sau những đàn em đồng đội của mình. Anh thường có những cú tắc bóng chuẩn xác để đoạt bóng trong chân đối thủ. Người đội trưởng ấy trước đây thường gắn liền với cách gọi hung thần, máy chém đi đôi với những pha xoạc bóng, truy cản giận người gây đau đớn cho đồng nghiệp, hay là những màn tranh cãi với trọng tài hoặc là đồng nghiệp. Từ sau pha bóng đánh đổi cả sự nghiệp của người đồng đội Anh Khoa, Quế Ngọc Hải gặp phải thời kỳ tối tăm trong sự nghiệp khi mới 21 tuổi. Sau tiếng huống này, anh nhận bao chỉ trích từ báo chí và cộng đồng mạng. Vừa qua khó khăn đó, anh dần thay đổi khi mà giờ đây người hâm mộ rất hiếm thấy anh phạm lỗi chơi ác ý. Sự trưởng thành ấy còn có thể thấy rõ trong áo quốc gia Việt Nam từ 2019 đến nay. Hải Quế thi đấu 17 trận, ghi 3 bàn thắng, không nhận một thẻ vàng và không nhận một thẻ vàng, so với 6 thẻ vàng anh nhận từ 2018 về trước. Trong áo câu lạc bộ Việt theo, vai trò là một trung vệ, thì khó tránh khỏi việc phải nhận thẻ vàng. Hai mùa gần nhất 2021-2020, Quế Ngọc Hải chỉ nhận 4 thẻ vàng so với trước đó là 8 thẻ vàng, một thẻ đỏ ở 2018-2019. Quế Ngọc Hải là đội trưởng tuyến quốc gia, là mẫu thủ lĩnh của hàng phòng ngự lẫn một đội bóng. Từ đó cậu ấy dần trưởng thành từ những bài học ấy. Huấn luyện viên Hữu Thắng đánh giá về sự thay đổi của Hải Quế. Hiện tại, anh là đội trưởng mẫu mực đầy bản lĩnh từ sau AF Cup 2018, đặc biệt là sau khi chính thức nhận chiếc băng thủ quân Việt Nam từ huấn luyện viên Paul Heuser. Ngoài phòng thủ, trung vệ Quế Ngọc Hải được đánh giá cao khi thường xuyên tham gia tấn công ở các tình huống cố định hay là phát động tấn công từ các tình huống tranh cướp bóng. Ngoài Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng cũng là cầu thủ Nghệ An đang thi đấu trên tuyển Việt Nam. Cả hai cùng thi đấu chung màu áo của Viettel. Cùng xuất thân từ lò đào tạo chứ danh Sông Lam Nghệ An, nơi sản sinh rất nhiều cái tên Hữu Thắng, Công Vinh, Phi Sơn. Huấn luyện viên Hữu Thắng đánh giá về Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là một tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo, từ cách sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe đến cách chơi bóng như một chiến binh thực sự. Anh ấy chơi bóng với niềm đam mê, với tất cả sự cống hiến đến sức lực cuối cùng. Đó là những gì mà cầu thủ trẻ cần noi theo. Trọng Hoàng hiện là cầu thủ lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm trên cấp độ tuyển Việt Nam. Hiện tại Hoàng Bò 32 tuổi, 55 lần ra sân, mang về 9 bàn thắng cho tuyển quốc gia. Anh được đánh giá cao về sự đa năng trong lối chơi của mình khi mà có thể thi đấu rất là nhiều vị trí. Cái độ tuổi tưởng chừng như bên kia sườn dốc sự nghiệp, thế nhưng mà Trọng Hoàng thường xuyên có mặt trên tuyển quốc gia trong các đội hình ra sân. Thi đấu ổn định như thế này thì chắc chắn rằng là phải rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ, săn sóc cơ thể và sinh hoạt một cách điều độ. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải là những người khó có thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của ông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.